Tiểu sử ông Nguyễn Sinh Hùng, hé lộ cháu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Sinh Hùng. Cuộc sống bây giờ ra sao sau khi về hưu? Ông Nguyễn Sinh Hùng sinh ngày 18 tháng 1 năm 1946. Ông là một nhà chính trị gia người Việt Nam. Ông Nguyễn Sinh Hùng nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 10, khóa 11. Nguyên là Chủ tịch Quốc hội Việt Nam khóa 13, giai đoạn 2011-2016. Nguyên là Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Việt Nam. Nguyên là Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thời kỳ 2006 đến năm 2011 trong Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Nguyễn Sinh Hùng sinh ngày 18 tháng 1 năm 1946. Ông được sinh ra thuộc dòng họ Nguyễn Sinh ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, trong một gia đình có 5 người con. Theo gia phả dòng tộc họ Nguyễn Sinh tại Nam Đàn, Nghệ An, thì ông Nguyễn Sinh Hùng là cháu của ông Nguyễn Sinh Cung, tức là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Con trai của ông Nguyễn Sinh Hùng tên là Nguyễn Sinh Nhật Tân, hiện nay đang giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ông Nguyễn Sinh Hùng từng học cấp 1 và cấp 2 tại Nam Đàn, Nghệ An. Sau đó, ông ra Hà Nội học cấp 3 tại trường Trung học Phổ thông Việt Đức. Gia đình của ông một thời sống tại 54 phố Huế, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Ông cũng từng là sinh viên của trường Đại học Tài chính và Kế toán, nay là trường Học viện Tài chính, khóa năm 1966-1970. Ngày 1 tháng 1 năm 1972, ông Nguyễn Sinh Hùng được tuyển dụng làm cán bộ Ngân hàng Kiến thiết Trung ương thuộc Bộ Tài chính. Ông Nguyễn Sinh Hùng được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 26 tháng 5 năm 1977. Năm 1978 đến năm 1982, ông đi học nghiên cứu sinh tiến sĩ về kinh tế tại Bulgaria, làm bí thư chi bộ khối kinh tế khóa nghiên cứu sinh người Việt tại Bulgaria. Từ tháng 10 năm 1986 đến tháng 1 năm 1990, ông Nguyễn Sinh Hùng là chánh văn phòng kho bạc nhà nước thuộc Bộ Tài chính. Năm 1990, ông giữ chức vụ Cục trưởng Cục kho bạc nhà nước, nay là Kho bạc nhà nước Việt Nam. Tháng 10 năm 1992, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tài chính. Tháng 6 năm 1996, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 38 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và giữ cương vị này liên tiếp các khóa 8, 9, 10 và 11. Đồng thời, ông cũng là đại biểu Quốc hội các khóa 10, 11, 12 và 13. Tháng 11 năm 1996, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội Việt Nam khóa 9, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Ngày 28 tháng 6 năm 2006, ông Nguyễn Sinh Hùng được Quốc hội Việt Nam phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ theo đề xuất của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông đảm nhiệm các công việc chung trong hệ thống điều hành công việc của Chính phủ và được giao trọng trách đảm nhận những việc khi Thủ tướng đi vắng hoặc được Thủ tướng ủy quyền. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng cũng làm trưởng ban chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam Vinasin sau khi vụ Vinasin bị phanh phui, làm ăn sai trái và nợ lên tới 5 tỷ USD không có khả năng thanh toán. Ông đã từng phát biểu với báo giới rằng đến tháng 10 năm 2010, chậm nhất là đầu tháng 11 này, sẽ có một Vinasin hoàn toàn mới. Ngày 23 tháng 7 năm 2011, ông Nguyễn Sinh Hùng được Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, nhiệm kỳ 2011-2016. Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Hùng nói, các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 sẽ luôn nâng cao trình độ, kiên quyết phòng chống quan liêu, chống tham nhũng, lãng phí,
gắn bó và lắng nghe ý kiến của nhân dân, thực sự đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Ông Nguyễn Sinh Hùng cũng là Chủ tịch Quốc hội duy nhất được bầu khi tòa nhà Quốc hội đang được thi công. Trong quãng thời gian này, Quốc hội họp bàn mọi việc tại hội trường của Bộ Quốc phòng cho đến kỳ họp thứ 7 khóa 13. Kỳ họp thứ 8 khóa 13 là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội tại tòa nhà Quốc hội sau khi hoàn thành. Ngày 28 tháng 11 năm 2013, sau nhiều lần họp bàn và bổ sung, ông Nguyễn Sinh Hùng đã ký chứng thực hiến pháp mới. Ông khẳng định hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý đặc biệt quan trọng, là luật cơ bản, luật gốc của nhà nước, phản ánh ý chí, lợi ích của toàn dân tộc, định hướng chiến lược cho sự phát triển đất nước trong thời kỳ mới. Ngày 30 tháng 3 năm 2016, Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Quốc hội đối với ông Nguyễn Sinh Hùng. Sau đó, ông được nghỉ hưu theo chế độ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân được đề cử làm Chủ tịch Quốc hội kế tiếp ông Nguyễn Sinh Hùng. Sau khi nghỉ hưu, ông Nguyễn Sinh Hùng ít khi xuất hiện trước công chúng. Ngày 19 tháng 7 năm 2017, tại tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Sinh Hùng. Hiện nay, ông Nguyễn Sinh Hùng đang sinh sống tại Hà Nội. Khi có dịp lễ Tết, ông đều từ Hà Nội về tới Nghệ An để thắp hương, dâng lễ đến dòng họ Nguyễn Sinh tại Nam Đàn, Nghệ An.